chào tất cả mọi người. Mình rất vui được quay trở lại với các bạn. Hôm nay thì trong mùa dịch Corona này, mình xin kính chúc tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào và có những bữa ăn ngon miệng. Và mình cũng chúc cho tất cả mọi người cố gắng để vượt qua trong dịch Corona này. Cố gắng mọi người nhé. Và sau đây hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm thế nào để nọc một con gà còn nguyên vẹn thịt, không bị nát, để giúp cho bữa ăn các bạn được ngon hơn. Làm những món như là gà sái phay, hay là phở gà, hay là những món gỏi gà. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nọc gà nhé. Tiên mình cắt hai cái cánh này đi trước. Sau đó mình cắt thẳng lưng con gà như thế này. Và bây giờ mình sẽ cắt hai phần đùi ra trước. Mình sẽ lách con dao ở bên cạnh. Mình đặt con dao vào đây. Đó là phần đùi. Lấy phần đùi ra. Mình làm tiếp theo cái đùi bên này, mình quay ngược con gà lại. Mình đặt con dao vào bên cạnh của sát và xương vần phía về đằng cuối của con gà. Ấn tiếp ra. Mình đã lấy ra được thêm cái đùi nữa. Đây là cái đùi của đùi gà. Lấy phần ức gà ra. Thì trước khi mình muốn lấy ức gà ra thì mình sẽ đặt con dao vào giữa cái xương sống của con gà. Mình sẽ chia được đều hai phần ra. Bạn chú ý xem nhé. Ở giữa cái ức gà này nó có cái hai cái xương chéo vào đây. Các bạn bám theo hai cái xương chéo này. Các bạn để dao vào đây. Để dao vào đây là các bạn có thể rút ra phần ức gà tiếp theo. Mình đã được thêm một cái lườn gà nữa. Và quay lại bên này, mình cũng sẽ quay lại con gà. Và mình đặt tay như thế này. Mình quay lại ngược tiếp theo. Mình quay lại, mình đặt con dao vào đây và mình ấn xuống. Ấn bám sát vào lườn gà. Mình đã lấy được ra hai cái đùi gà và hai cái. Sau khi mình đã nọc phần đùi gà và phần ức gà ra thì chỉ còn lại một bộ xương ở giữa này. Hôm nay nhà mình ăn phở nên là mình dùng cái bộ xương này để ninh được phở gà hôm nay. Mình sẽ cho bộ xương này vào nồi. Mình sẽ nọc phần đùi gà còn lại. Mình quên nói cho các bạn biết là bước đầu tiên là mình sẽ nọc bên cánh của cái xương và từ trên đây kéo xuống và chiều ngược lại như này. Mình sẽ để con dao ở dưới. Mình sẽ để con dao ở dưới. Được một phần đùi gà nguyên vẹn. Đây là phần hai phần ức gà. Và đây là phần đùi gà. Và mình sẽ nọc nốt lại phần đùi gà còn lại. Quay ngược lại. Mình sẽ cắt cái khỉu này trước. Gần với khỉu trước. Một đường như này. Đường thứ ba.
đã hoàn thiện phần cả một con gà mà còn nguyên nguyên vẹn đùi và lườn. Phần cánh còn lại thì mình sẽ đặt nốt. Đây, phần cánh các bạn chú ý. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người.